cua cái gì cao cao ấy nhở? Thank you.
Có mấy cái luống gì cao cao ấy nhở? Cà rốt vậy? Rát mà. Mấy hôm nay mưa chắc người ta đi mua nhiều nữa nhở? Khâu được chưa? Không rồi, để phân bò xuống. Phải phân vi sinh xuống. Giống ăn đắt hơn. Cái lo 40.000 một trăm một cân. Em gái bà họ, em trai bà Hùng sinh nhá. Thì là sáng lách tổ chức không thiếu gì cả, hai hạt là ít lắm, không lên được thì sao? Để trồng ba hạt mà không để xong gieo xong chắc phải không cái cúc cũng phải ngâm, mà thì là phải ngâm. Trồng bạo trồng gì không? Ah!